Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Khi xã hội ngày càng phát triển thì cụm từ cướp tài sản không còn gì xa lạ đối với người dân hiện nay. Và vụ thảm sát kinh hoàng dưới đây đã khiến cho dư luận không khỏi xôn xao trong những ngày vừa qua. Tiếc thương cho số phận của cả hai mẹ con hiền lành chưa từng gây thù với ai đã bị nghi phạm cắt cổ sau đó cướp hết tài sản. Hiện trường vụ án cực kỳ man rợ, làm cho ai nấy khi chứng kiến cũng phải ngỡ người. Nội dung chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra truy bắt nghi phạm sát hại bé trai 8 tháng tuổi và đâm chị Phạm Thị Xuân Trang, 30 tuổi, quê Long An, mẹ bé trai, bị thương để cướp tài sản. Lực lượng chức năng cho biết, sau khi gây án, hung thủ cướp số tiền 10 triệu đồng, nhẫn vàng, điện thoại di động và máy tính bảng của chị Trang. Theo công an, vụ án mạng xảy ra vào lúc 9 giờ 15 ngày 10 tháng 1 tại phòng trọ chị Trang ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Thời gian này, người dân phát hiện chị Trang bị thương, trong khi con trai 8 tháng tuổi của chị tử vong do vết cắt sâu ở cổ. Anh Lê Minh Hưng, người sống gần phòng trọ chị Trang cho biết, sáng xảy ra vụ việc, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó. Tôi chạy ra xem xét thì thấy chị Trang bị thương ở cổ, tay bồng con chạy ra đường cầu cứu. Lúc đó, tôi lấy xe máy chở hai mẹ con chị Trang đến bệnh viện cấp cứu. Người này cho biết thêm, chị Trang bị thương, mất nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo. Chị ấy nói bị cướp, dùng dao cắt cổ và nhờ tôi gọi điện báo cho người thân, anh Hưng nói. Bà Lê Thị Bông, người cho gia đình chị Trang thuê phòng trọ, nói rằng sự việc diễn ra vào ban ngày nhưng không ai hay biết về tung tích hung thủ. Bà Bông kể thêm, vợ chồng Trang đến thuê phòng trọ ở được hơn một tháng. Chồng đi làm công nhân, vợ ở nhà chăm sóc con, họ sống hạnh phúc hòa thuận với người xung quanh. Theo bà Bông, khoảng một tuần trước, một thanh niên đến phòng trọ của chị Trang ngỏ ý gửi giấy tờ cho một người hàng xóm. Tuy nhiên, chị Trang không giúp nên người thanh niên giận dữ và bỏ đi. Ông Phan Công Thưởng, người nhà nạn nhân cho biết, bé trai 8 tuổi tử vong do vết cắt sâu ở cổ. Trong khi đó, chị Trang bị vết cắt dọc ở cổ, phải khâu 10 mũi và xuất viện vào sáng ngày 11 tháng 1. Gia đình chúng tôi đưa thi thể cháu về quê chồng của chị Trang ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai, mai táng. Vợ chồng Trang đang đau buồn, suy sụp tinh thần nên không muốn tâm sự với bất cứ ai, ông Thưởng cho biết. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ. Cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng để ghi nhận hiện trường và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy bắt hung thủ. Theo thông tin cho biết cụ thể về phía cơ quan chức năng cho hay, vụ việc hai mẹ con bị cắt sâu ở cổ xảy ra tại phòng trọ ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là chị Phạm Thị Xuân Trang, 30 tuổi, quê ở Long An, và bé trai 8 tháng tuổi, con của chị Trang. Vào ngày 11 tháng 1, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng để tham gia chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm. Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ án, chủ cơ sở sửa điện lạnh bên cạnh cũng đóng cửa đi công việc. Thời điểm này, xuất hiện một nam thanh niên vào phòng trọ và nhờ chị Trang nhận và chuyển một xấp giấy cho chủ cơ sở. Tuy nhiên, chị Trang nói không biết nên không dám nhận. Sau đó, nam thanh niên này bỏ đi. Vài phút sau, chị Trang đang bế con ru ngủ trên võng thì nam thanh niên này bất ngờ xông vào, kéo đứa trẻ bỏ xuống sàn nhà và dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ khiến người mẹ ngất xỉu. Khi kẻ cướp rời khỏi hiện trường, chị Trang tỉnh lại và phát hiện mình bị đâm ở cổ, con trai nằm bất động bên vũng máu nên đã cố ôm con ra ngoài tri hô cầu cứu. Hàng xóm xung quanh đã hỗ trợ đưa chị Trang đi cấp cứu và nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhận định ban đầu, có thể đối tượng nghĩ nạn nhân đã chết nên bắt đầu lục lọi tìm kiếm tài sản. Tuy nhiên, lúc này cháu bé khóc lớn nên đối tượng dùng dao nhọn đâm vào cổ cháu bé để tránh sự phát hiện của những người dân xung quanh. Sau đó, đối tượng lục lọi lấy tài sản gồm nhẫn cưới, 10 triệu đồng, máy tính bảng. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra thu thập các bằng chứng vụ án, chúng tôi nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Như thông tin trước đó, sáng ngày 10 tháng 1, người dân ở ấp Vĩnh Trường nghe tiếng kêu cứu phát ra trong căn phòng trọ của chị Trang, nên chạy đến thì hoảng hốt phát hiện chị Trang ôm vết thương bị cắt sâu ở vùng cổ. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nghi vấn là vụ giết người cướp tài sản vì phát hiện phòng trọ bị lục tung, một số tài sản như nhẫn cưới khoảng 10 triệu đồng, máy tính bảng bị mất. Được biết, vợ chồng chị Trang mới chuyển về ở trọ ở khu vực trên, chồng nạn nhân làm công nhân. Hằng ngày, người chồng đi làm, còn chị vợ ở nhà chăm sóc con.
Cũng chỉ vì bị triệu tập lên xã về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng mà nhóm thanh niên dưới đây lại kéo đến nhà của chủ tịch xã hành hung và đánh người. Nội dung chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Tây, 30 tuổi, Nguyễn Văn Kiên, 21 tuổi và Nguyễn Tấn Đức, 22 tuổi về tội giết người. Đồng thời phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trọng Sơn, 24 tuổi, Phạm Đức Nhân, 23 tuổi và Phạm Văn Dịnh, 22 tuổi từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người. Nhóm 6 đối tượng trên đều trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Trong đó, Tây được xác định là kẻ chủ mưu kích động các đối tượng còn lại chém trọng thương trưởng công an xã Hòa Tâm. Tây thuê lo kẹo kéo đến các tiệm tạp hóa trong thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm hát nhạc sống xin tiền. Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tâm chỉ đạo trưởng công an xã là anh Trần Trọng Toàn viết giấy mời Tây lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã làm việc, nhưng Tây không chấp hành. Khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 9, Tây cùng với Sơn, Dân, Kiên, Dịnh, Đức và Huỳnh Ngọc Hưng, Phan Văn Bình đến khu vực cổng chào thuộc thôn Phước Lộc ăn nhậu và thuê lo kẹo kéo hát. Tây bực tức việc anh Toàn ký giấy mời Tây nên bảo nhân đến nhà anh Võ Văn Hân là trưởng thôn Phước Lộc yêu cầu anh Hân đến gặp Tây nhưng anh Hân không đến. Tây về nhà lấy dao phay chạy đến nhà anh Hân kề dao vào cổ anh đe dọa, bảo anh Hân gọi điện thoại yêu cầu anh Toàn đến gặp Tây. Anh Hân gọi điện thoại nhưng anh Toàn không nghe máy. Đức, Nhân và Kiên vào can ngăn kéo Tây ra cổng chào nhậu tiếp. Tây nói với cả nhóm, tụi mày nhậu ở đây xong với tao rồi đi xuống nhà thằng Toàn giết thằng Toàn luôn. Thằng nào không đi là chết nhát. Sau đó, Tây về nhà lấy thêm một con dao và ba cây cờ bi da, đưa dao cho Sơn, đưa cho Dịnh, Nhân, Đức mỗi người một cây cờ. Kiên về nhà lấy một con dao đem theo, cả nhóm kéo nhau đi tìm đánh anh Toàn, riêng Hưng Bình đi về. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Tây cùng với Đức, Kiên và Nhân vào nhà chị Lê Thị Liệu. Tây kề dao vào cổ chị Liệu hỏi, đây có phải nhà Toàn công an không? Cùng lúc Kiên dùng dao đâm vào vùng chẩm, Đức dùng cây cơ bi da đánh vào đầu chị Liệu gây thương tích. Chị Liệu chỉ nhà anh Toàn ở phía đối diện, Tây thả chị Liệu ra, cầm dao chạy qua nhà anh Toàn. Đức, Kiên, Nhân và Dịnh cầm dao cầm cây chạy theo sau. Anh Toàn nhìn thấy Tây nên hỏi gì hả Tây? Tây trả lời, chém cho mày chết chứ gì? Vừa nói, Tây dùng dao chém mạnh từ trên xuống, anh Toàn dùng tay chụp dao lại thì bị Đức dùng cây đánh mạnh vào đầu ngã xuống. Anh Toàn vừa lơm khơm đứng dậy thì Tây dùng dao chém trúng đỉnh đầu. Đức, Nhân, Dịnh dùng cây đánh liên tiếp trúng vào đầu người anh Toàn. Mẹ ruột anh Toàn là bà Ngô Thị Chơi đến can ngăn thì bị Tây dùng dao chém trúng vùng trán và tay trái. Bà Chơi chạy ra ngoài kêu cứu. Cháu ruột anh Toàn là Phan Tiến Sĩ nhà ở gần đó, thấy anh Toàn bị đánh nên cầm máy cưa lốc nổ, máy chạy đến, giải vây cho anh Toàn. Cả nhóm của Tây không đánh anh Toàn nữa mà quay sang dùng dao cây gỗ tấn công anh Sĩ. Anh Sĩ đưa máy cưa lên đỡ rồi bỏ chạy ra quốc lộ 29, cả nhóm đuổi theo nhưng không kịp nên đi về. Anh Toàn, bà Chơi, ông Thầm và chị Liệu được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh Toàn bị thương tích 51%. Ông Trần Trọng Thầm bị thương tích 4%, bà Ngô Thị Chơi bị thương tích 23% và chị Lê Thị Liệu bị thương tích 2%. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.